Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tin nóng 24 giờ được phát sóng trên kênh Đồng Nai 1 Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai vào lúc 19 giờ 45 đến 20 giờ hàng ngày. Minh Tâm và Thanh Lâm rất vui được chia sẻ thông tin cùng quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay, Tin nóng 24 giờ thứ năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023. Chương trình sẽ có các thông tin nổi bật ngay sau đây. Mâu thuẫn trong công ty, ba người phụ nữ gọi người nhà đến đánh nhau. Cô giáo cắt tóc học sinh đã viết tường trình. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhiều học sinh dương tính với cúm AH1N1. Bắt đầu vào Tết Ramadan, Tết cổ truyền của đồng bào Chăm Bà Ni ở Bình Thuận. Mở đầu là các tin tức an ninh trật tự. Thưa quý vị, hôm nay theo một nguồn tin xác nhận, hiện phía công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hai nghi can liên quan đến việc bốn nữ tiếp viên mang 11,28 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, ngoài tạm giữ hai nghi can, cơ quan chức năng cũng đang làm việc với hai người khác nữa liên quan đến vụ án. Hiện danh tính những người này chưa được tiết lộ. Cơ quan cảnh sát điều tra đang mở rộng vụ án để điều tra, để xử lý nghiêm những người có liên quan. Trước đó, hôm qua công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy và đồng thời ra quyết định trao trả tự do cho bốn nữ tiếp viên hàng không bị tạm giữ. Căn cứ kết quả điều tra, các cơ quan chức năng đã họp đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật. Bước đầu xác định khi bốn tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp thì có một đối tượng người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất để gửi cho người nhà. Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển có 157 tuýp bị đối tượng trà trộn cất giấu ma túy. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với 4 tiếp viên hàng không. Thưa quý vị, sáng nay, Công an huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo đồn công an khu công nghiệp Bầu Bàng xác định video ẩu đả trong khu công nghiệp được chia sẻ trên mạng xã hội. Cụ thể là video ghi lại cảnh ẩu đả của một nhóm người trước công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật công nghệ YAT ở khu công nghiệp Bầu Bàng, Bình Dương. Theo xác minh ban đầu, quá trình làm việc tại công ty YAT, bà H, 49 tuổi, tạp vụ công ty, xảy ra mâu thuẫn hai người phụ nữ khác, cùng 46 tuổi là nhân viên nhà ăn. Vào lúc 17 giờ chiều ngày 21 tháng 3, ba người phụ nữ đã gọi người thân đến trước cổng công ty để giải quyết mâu thuẫn. Khi các đối tượng gặp nhau đã lao vào ẩu đả đánh nhau, sau đó những người liên quan nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Diễn biến vụ ẩu đả được người dân, người đi đường quay lại, đăng lên mạng xã hội Facebook. Hiện vụ việc đang được đồn công an khu công nghiệp Bầu Bàng xác minh làm rõ vì gây mất an ninh trật tự. Vậy vâng, thưa quý vị, mới đây mạng xã hội cũng lan truyền clip ghi lại cảnh một cô giáo cầm kéo cắt tóc nữ sinh ngay trong lớp học, khiến các vị phụ huynh ngỡ ngàng. Tối qua, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đã xác nhận thông tin sự việc trên diễn ra cách đây vài ngày tại lớp 10A10 trường trung học phổ thông Đội Cấn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, nguyên nhân hành động trên xuất phát từ việc nữ sinh này nhuộm tóc. Trong đoạn clip, cô giáo nói rõ, đây là việc đã có quy định rồi, đã nhắc học sinh từ trước. Sau khi cắt một lọn tóc của nữ sinh này, cô tiếp tục tuyên bố, hôm nay tôi cảnh báo, lần sau những ai như thế này tôi sẽ cắt thật nhiều, chứ không phải chỉ mỗi vậy. Tôi công khai trước lớp như thế. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu nhà trường, giáo viên viết tường trình và báo cáo sự việc. Phía nhà trường cho biết sau sự việc này, cô giáo đã gặp gia đình và phía gia đình cũng không bức xúc, thông cảm cho cô giáo. Gia đình cũng nhiều lần nhắc nhở con về chuyện đầu tóc nhưng không có kết quả. Hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt 3 bị can tạm giam do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhân Trạch chuyển đến để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản. Sáng ngày 13 tháng 3, sau khi nhận được tin báo công ty Hoàng Hà, xã Phú Thạnh, huyện Nhân Trạch bị mất trộm hơn 50 cây inox trị giá gần 50 triệu đồng, Công an huyện Nhân Trạch đã phân công đội cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra, làm rõ Hồ Kim Vũ, 42 tuổi, công nhân cơ khí trong chính công ty này trộm số tài sản trên.
Qua đấu tranh, Vũ khai, từ tháng 2 đến ngày bị cơ quan công an phát hiện đã nhiều lần lợi dụng lúc làm việc tại công ty để trộm tài sản, quăng qua hàng rào. Sau đó mang bán cho hai đối tượng kinh doanh phế liệu trên địa bàn huyện Nhân Trạch là Nguyễn Văn Tuấn, 22 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Tấn Đức, 51 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai để lấy tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ. Vũ bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản, Tuấn và Đức bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành lập hồ sơ xử lý công ty sản xuất kim loại FN ở huyện Trảng Bom vì hành vi vi phạm quy định pháp luật về quản lý khí thải và chất thải rắn phát sinh từ quá trình tái chế inox. Trước đó, Phòng Cảnh sát Môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kim loại FN đóng chân trên địa bàn Hồ Nai Ba, huyện Trảng Bom. Tại thời điểm kiểm tra, công ty chưa xuất trình được thủ tục môi trường đang vận hành hệ thống tái chế, thu hồi kim loại inox từ nguyên liệu đầu vào là hỗn hợp bột mài kim loại inox 304 có phát sinh khí thải từ lò nung từ quá trình tái chế inox. Khoảng 25 tấn chất thải rắn phát sinh từ hoạt động tái chế kim loại tại khu vực đất trống không có mái che, phía sau nhà xưởng không có lưu giữ đúng theo quy định về quản lý chất thải. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu các loại chất thải khí thải, lập biên bản với đại diện công ty để xác minh các dấu hiệu vi phạm về công tác bảo vệ môi trường. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Quang Huy, 34 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ việc, ba đối tượng Phạm Văn Lộc, 27 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Khánh, 24 tuổi, Nguyễn Thành Được, 26 tuổi, đều ngụ tỉnh Đồng Nai, cũng bị cơ quan công an khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, qua trao đổi nghiệp vụ giữa Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh về việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh có nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng lớn do đối tượng Nguyễn Quang Huy và đối tượng Phạm Văn Lộc, ngụ tỉnh Đồng Nai cầm đầu. Thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt nên lập án đấu tranh. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Long Khánh, Công an huyện Thống Nhất bắt khẩn cấp các đối tượng trên. Liên quan vụ việc 28 người bị phát hiện dương tính với ma túy tại một nhà hàng ở phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Công an thị xã Phú Mỹ đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng và xử phạt hành chính 22 đối tượng do có các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 20 tháng 3, qua kiểm tra hành chính tại cơ sở SpaceX Club, lực lượng chức năng phát hiện 13 nhân viên và 15 khách tại cơ sở này dương tính với chất ma túy. Tại bàn của đối tượng Lê Hoàng Thiết, Nguyễn Văn Thông, Trần Thành Nghĩa, cùng trú tại tỉnh Bình Dương và Nguyễn Trần Hiền, 28 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai, cơ quan công an phát hiện có 7 viên nén màu xám. Bốn đối tượng khai nhận đã nhờ Lê Long Duy Khánh, 27 tuổi, là bảo vệ quán, mua ma túy thuốc lắc để cho 4 đối tượng cùng sử dụng. Trong lúc các đối tượng này đang sử dụng trái phép chất ma túy thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang. Tổ công tác cũng đã phát hiện trên bàn khác một viên thuốc lắc và một ít chất bột mịn ma túy khay do nhóm đối tượng khác mua về cùng sử dụng. Chuyển sang các thông tin đời sống đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố HCDC cho biết, tuần qua đã nhận được tin báo của Trung tâm Y tế quận 10 về số học sinh nghỉ ốm tăng bất thường tại trường tiểu học Võ Trường Toản, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi nhận được thông tin, HCDC đã nhanh chóng phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Trung tâm Y tế quận 10 thực hiện điều tra dịch tễ, tổ chức thăm khám cho các trẻ. Chùm ca bệnh tại trường ghi nhận trong 2 ngày, số học sinh nghỉ học vì bệnh trong một lớp tăng cao bất thường. Có tổng cộng 20 học sinh bị bệnh với các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, mệt mỏi, ói. Có những học sinh sốt đến 39 độ. Qua thăm khám cho các học sinh có triệu chứng, các bác sĩ nghi ngờ trẻ mắc cúm và thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên 6 mẫu xét nghiệm cúm. Mẫu xét nghiệm được gửi về Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành phân lập. Đến nay, kết quả cho thấy 6 trên 6 mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với cúm AH1N1.
Thưa quý vị, những ngày này đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni ở Bình Thuận đang tập trung về các động, nghĩa địa của người Chăm để cùng nhau thực hiện nghi thức tảo mộ, cúng thỉnh tổ tiên ông bà. Đây là phần quan trọng nhất, mở đầu cho Tết Ramuvan, Tết cổ truyền của đồng bào Chăm Bà Ni. Tại xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân trong trang phục truyền thống mang theo đồ cúng lễ hướng về các động để tảo mộ. Vì động nằm trên cao và xa khu dân cư nên mọi người phải đi từ rất sớm. Sau khi các thầy cha, người chủ lễ trong dòng tộc làm nghi thức vén cát, tưới nước, thanh tẩy cho các phần mộ, từng dòng họ sẽ bày biện đồ cúng và ngồi thành hai hàng quanh mộ để đọc kinh, dâng cúng tổ tiên. Tổ là tảo mộ đây là tưởng nhớ ông ta cha đời ông cố được chết. Là coi như ngày tảo mộ là trầu cao này tưởng nhớ là như mình là còn sống, mình cha mẹ như vậy. Bây giờ là cha mẹ đã mất, mình là đem trầu cao đây là mình là tưởng nhớ cho cha mẹ mình ấy. Tôi đến đây là để tưởng nhớ, một năm thì có một lần, bất cứ con cái ở đâu, ở xa cách đâu mà tới cái ngày mà gần tảo mộ thì con cái xôn xao là về để tảo mộ là cái cho ông bà. Bình Thuận hiện có đông đồng bào Chăm sinh sống, chủ yếu sinh sống tập trung tại huyện Bắc Bình, Tánh Linh. Tết cổ truyền Ramuvan là truyền thống tín ngưỡng cổ của cư dân người Chăm, với ý nghĩa để con cháu tưởng nhớ đến tổ tiên ông bà, các đấng sinh thành và cầu nguyện cho làng xóm được bình yên, nhà nhà sung túc, mùa màng tươi tốt. Tết Ramuvan của người Chăm gồm nhiều nghi lễ truyền thống nối tiếp nhau như lễ tảo mộ, lễ và ha, lễ cúng bái tổ tiên tại nhà và tháng chay niệm Ramadan của các thầy cha tại chùa tháp. Một chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình đang di chuyển với tốc độ hơn 40 km/h. Bất ngờ phía trước có một cháu bé đi xe đạp đang lạng choạng sang đường. Tài xế phanh gấp, xe ô tô chỉ cách cháu bé hơn 1 m. Lúc này, cháu bé đi xe đạp mới vội vàng kéo khóa áo khoác để lộ ra đầu và khuôn mặt, rồi vội vàng dắt xe chạy vào lề đường. Người quay đoạn clip cho biết tình huống này xảy ra vào lúc 9:04 ngày 19 tháng 3 tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang. Anh chia sẻ lên mạng xã hội để cảnh báo các bậc phụ huynh có con nhỏ, nhà gần đường nên nhắc nhở giáo dục các cháu cẩn thận, đừng để nguy hiểm cho chính các cháu và ảnh hưởng tới cả những người tham gia giao thông. Với thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tin Nóng 24 giờ, chương trình do Phòng Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tin Nóng 24 giờ ngày mai, 19:45 trên kênh Đồng Nai 1, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự v.v., quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Còn bây giờ, thân ái, chào tạm biệt.